Rồi bây giờ xuống cà phê Treo Veo. Đi nè. Ủa gì hả? Không biết luôn á. Qua kia câu đi. Không có chỗ đây nè, xích qua kia. Em đi vô trong. Đây, quán cà phê Treo Veo nha các bạn. Đi xuống từ từ nha. Cái dốc này nó hơi nhỏ, hơi sâu nên các bạn đi cẩn thận. Đây, quầy bar pha chế. Quẹo phải nha. Ở đây là quẹo phải nè. Mình ra đây coi một cái. Quán này cũng chiều nhứ. Trời ơi, quá đẹp luôn. Tuyệt tuyệt. Trời, cappuccino. Từ để cho nó dịu dịu, cho dịu dịu. Quán đẹp quá. Trên Đà Lạt có rất là nhiều quán rất là dễ thương. Wow. Thật là Treo Veo phố. Treo Veo. Treo Veo. Mấy góc bên kia đẹp hơn nè. Mấy góc bên kia đẹp hơn. Kia hết bàn. Mình để nước đây thôi. Ê, mọi người uống nước đây xong xuống dưới á, muốn chụp hình quay phim gì đó đó. Bên đó rộng hơn. Rồi thôi đi ra đi. Rồi thôi đi ra luôn. Không có gì để quay thì đi ra. Đây có toilet. Rồi xong, đây là quán Treo Veo nha các bạn. Chỉ vậy thôi đó. Nó có cái góc nhỏ nhỏ dễ thương. Trên đây có trên lầu. Có cái nhà gỗ đẹp. Khám phá trên lầu một cái. Hơi đẹp nè. Đâu là lầu cái.
khá là chill á, dễ thương ha, đấy, dễ thương, nhỏ nhưng mà đẹp. Đi nhẹ nhàng. Đi cái dân văn quyền không? Nè, lên trong đây ngồi mát nè. Xong hả? Rút đúng không? Rồi, sau khi uống xong mình đi ra nha các bạn. Đây là cái quán treo veo phố. Nói chung nó cũng nhỏ nhỏ xinh xinh, dành cho những người yêu nhau. Giống như một cái căn hầm bé nhỏ. Xong, mình đã được uống cà phê treo veo xong.